Em sao vậy Trúc Trà? Sao mà người nóng dữ vậy nè? Em sốt cao quá. Em tính đi lấy thuốc. Rang Đinh lên vô phòng nghỉ đi, anh lấy cho. Để anh qua gọi má nha. Đang dịch sốt xuất huyết, anh lo không biết em có bị không nữa. Em không biết nữa, thôi anh về phòng đi. Em ngại chị Diệu Dương hả? Ừ. Mất công chị hiểu lầm thì không hay đâu. Về phòng đi anh. Và từ đây anh bên em mãi, cho dấu thời gian.